quả trứng quả thế nhỉ? Có một quả trứng quả đánh rơi, bác cá chấm đi quá lấy kêu ó ó ó ó. Trứng to sau đấy bác lợn đi qua kêu ụt ịt. Trứng của ai đây nhỉ? Cho tôm đi qua lại hít hở quả trứng. Trứng gì đây? Sau đấy quả trứng về xa một bạn vịt.